quay chiếc 6m1 của Minh Chí nghe nè. 6m1 Minh Chí với cái 3T68 sắt nhỏ, cái cầu inox. Một lắp sắt nghe nè. Bình đề đầy đủ luôn. Vỏ mới mua được 3 tháng rồi nha, rất mới luôn, chưa lủng lỗ nào luôn. Trong còn nguyên chưa nứt luôn. Bình 50 Đồng Nai 50 lắc cô. Máy 3T68 sắt nhỏ. Máy này 16 người gửi nha anh em. Tua 28. Cầu inox, inox nha. Chụp bánh trắng luôn. Rồi để test máy cho anh em coi. Bán 12.500.000 anh em. 3T68 sắt nhỏ, cầu inox. Một lắp sắt nha. Sắt lắp thì sắt nối khúc inox thôi. Dịch thao. Máy có độ hơi nhẹ anh em. Thì nắp thì có bung ra sôi nước sẽ bắp vững. Nắp đảm bảo cho anh em là chưa lủng chưa nứt luôn. Rồi, anh em nào có mua liên hệ với mình em. Trong bộ giá 12.500.000 anh em. Vỏ chưa lủng chưa nứt. Mới xài được 3 tháng. Minh Chí 6m1. Rồi, cảm ơn anh em gần xa đã tin tưởng kênh của mình trong thời gian qua nha. Chào anh em.